Hello, xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình là Diệp Gở. Và các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với nhau trong một cái chủ đề mà các bạn đã đòi hỏi rất nhiều rồi. Nhiều bạn kêu gào nhớ nhung yêu cầu nhiều quá nên tôi không có cách nào khác là phần quay trở về. Đó chính là, các bạn biết rồi mà, Cô Nhi Viện Review. Phải rồi các bạn ạ, thời gian vừa qua mình không làm cái review nhiều tại vì là có một số vấn đề xảy ra với mình. Vấn đề thứ nhất ấy, đó là mình lười. Thứ hai ấy, đó là mình lười. Và thứ ba vẫn là mình lười đấy. Nhưng mà bây giờ mình đã lười rồi, mình đã quay trở lại đây. Và giờ chúng ta quay trở lại với cái review như lần này. Hãy bắt đầu một cách từ từ nhẹ nhàng thôi. Chúng ta hãy review cô nhân viên trên Facebook trước khi sau đó sẽ có những cái tiết mục bước vào địa ngục cùng với cô nhân viên Discord nhá. Nào anh em mình sẽ cùng bắt đầu với cô nhân viên review của tuần này, xem có cái gì nào nhá. Đề thi: em hãy tóm tắt chương trình ngữ văn 8 phần văn bản bằng một đoạn văn ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu. Bài làm: vào ngày đầu tiên đi học, chị dỗ thấy bố mẹ từ xa liền chạy theo. Sau đó chị nhận ra đó là cô bé bán diêm đang bán chó. Bố trước là với củ trên cây vong rơi xuống cối xe gió. Chị chợt nhớ về ông đồ đập đá ở Colon. Nói chung là những cái thông tin ở trong này không phải là để mang về học văn các bạn nhé. Nên là các bạn đừng có mà mang đi thì thi văn rồi check là tôi tuyên truyền văn hóa phẩm độc hại các bạn ạ. Disclaimer: trong trường hợp nếu này bị điều tra bởi cơ quan chính phủ thì tôi xin khẳng định rằng tôi không liên quan đến tất cứ nội dung nào trong này hết. Có thể tôi được thêm vào đây bởi một cơ quan chống phá. Anh Mục, anh xỉn này. Ai anh có biết vì sao lão già yêu thế này mà bao năm nay vẫn giữ được mảnh vườn khỏi tay lũ cường hào ác bá không? Vì sao? Ý lão là gì? Mục ơi, bị lừa rồi. Câu trả lời vừa mới về rồi đấy. Đây cũng là cậu vàng nhưng mà là huy chương vàng cái hạng cử tạ 67kg ở SEA Games các bạn ạ. Làm sao để lùa gà? Thật bình thường cho tới khi tao nhìn kỹ lại. Một nhà tôi trái chiếc. Alo, vâng. À, vâng, xin chào ông bà. Chúng tôi xin giới thiệu. Chúng tôi là đặc vụ của Soviet. Đù má nhìn mệt mèo chịu được. Bậc thầy tạo bóng nghe thú vị nhỉ. Con này mình không biết làm nhá. Trong giây phút nhất định tôi đã quên tên cái group này và tôi tưởng rằng đấy là video kiểu biểu diễn tài năng. Tôi hy vọng ông đã làm ra một thứ gì nó bất ngờ lắm vậy. Đúng là bất ngờ thật đấy nhưng mà. Nobita à, khi nào cậu cảm thấy cuộc sống khó khăn quá nhớ mở hộp dân nhé. 40 độ à? Rượu 40 độ. Ta tuyên bố gả con cho... Khoan! Thần mang sinh lễ đến rồi nè vương! Voi chín ngà, gà chín cựa. Đấy con ngựa, tôi đã liếc được hình đấy trước khi mà tôi đọc. Đù mà, nhìn nó ngu béo chịu. Phải cả, có đúng năm chứ hàng. Ê, tôi thích con ngựa này, hay ông cưới tôi đi. Ngựa chín được mà. Câu chuyện buồn. Đằng VL, khi Nobita đã trưởng thành và Doraemon đã hết nhiệm vụ của mình nên đã trở về tương lai. Nhưng Nobita không chấp nhận điều đó nên đã lột ra Doraemon để làm rèm cửa. Bây giờ mình mới nhìn ra cái rèm cửa. Mặc dù đúng nó là con mèo máy và đáng nghe là nó sẽ không có da, nhưng biết đâu là một lớp cao su bên ngoài đúng không các bạn. Để chống thấm nước mà. Tôi không biết máu me vận hành như thế nào nhưng mà chỗ bị đâm máu. Đây là cái gì? Tôi không biết là cái gì nhưng mà yeah.
Ngâm dưa leo, à hả? Ngâm cải chua, à hả? Ngâm dưa măng, à hả? Ngâm xoài non, à hả? Ngâm rượu, được rồi. Ngâm hạnh phúc với người khác. Cũng buồn đấy, cũng buồn đấy, cũng khá buồn đấy. Nghe tủi thân ghê. Wow. Thế mà người ta bảo là thế kỷ 22 sẽ có ô tô bay cơ đấy. Vãi cả chuồng, nó đi được thật kìa các bạn. Nó đi được thật kìa. Đỉnh, nó chịu được. Vấn đề là nó đi được thật ạ. Ê nhóc. Ê nhóc, ngồi đây này. Dạ, cháu cảm ơn chú. Chú mỏi không ạ? Chú ra đây ngồi đi. Không sao, chú thích đứng hơn. Ờ, hết chỗ rồi à? Thôi xong rồi, không nhịn được mất. Đừng lo, lấy chỗ của tôi đi. Cảm ơn ông bạn nhá. Này, ông bạn chưa đi xong đã nhường tôi à? Không sao, cứ ngồi đi, tôi thích đứng hơn. Ok. Không sao nữa rồi đúng không? Nó sẽ ổn đúng không? Cách để bớt đóng được ngoài mắt lên. Wow. Thế mà tôi không nhận ra cửa đấy. Cái mình xem rồi sao nhỉ? Tiến lại gần. Rón rén tiến lại gần. Hiểu không? Đang tiến lại gần chú hổ này. Thì chú hổ này nhận ra đây là một chú hổ rất khó tính, giống con mốc, đây là giống con mèo. Con mèo tiến lại gần con mốc. Con mốc khó tính, quay lại nhìn thấy con mèo. Và nó đang lường con mèo. Thế là con mèo sợ quá, cúi mặt xuống. Tôi xin lỗi, được chưa? Tiến lại gần. Chiều năm mèo chịu được. Tại sao các bạn lại cắp lại những cái này các bạn đăng lên ạ? Đần mèo chịu được, tôi mèo hiểu lúc đấy tôi nghĩ cái gì mà tôi lại làm cái trò ấy nữa. Thôi các bạn ạ. Nói chung là tôi cảm giác là càng lướt chúng ta càng đi vào một cái vòng lặp vô tận, luân hồi thôi. Nên là yeah, có lẽ là video này cũng đã dài rồi, chúng ta hãy tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn video sau. Chứ đừng quên để một like và đăng ký kênh của mình. Có lẽ tôi cần phải kiếm một cái lỗ để chui xuống thôi. Ngại quá. Ngại quá. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Thế nhá. Bye bye.